anh em lên đang lên đây bếp khu bếp nhà mình nha. Cái quạt đấy cả cái ấy này, cái kính hiển vi xanh xanh kìa. Đang quay cho ông khách này, cho đồng chí khách này xem cái zoom này. Đây zoom lên thì đây là cái chế độ mà nó live, chế độ livestream này X6 này. Còn đây normal mode thì nó sẽ lên X10. X10 này. Đấy. Lấy nét ở cái chỗ cái bàn kia có cái con này ở trên đỉnh là hơi ngon đấy. Livestream thì được. Livestream ngon. Lấy xin để bán hàng, đang có người hỏi. Điều khiển đây, zoom này. Đồng hồ đo ấy. Số ấy kim nhỉ?